shop hàng Nhật nội địa. Chào các bác, bây giờ buổi chiều ngày 12 tháng 3 năm 2020, em cũng đang tụ tiệc một chút thì cũng lên sóng để tư vấn với các bác về cái máy rửa bát, là các bác nên mua máy rửa bát nào và cái nào thì phù hợp cho gia đình nhà mình. Rất là nhiều bác gọi điện hỏi tư vấn là mua máy nào cho phù hợp. Thực ra nói với các bác thì các cái máy rửa bát Nhật thì tất cả các máy của nó khi sản xuất ra đều là đủ tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường Nhật. Trên nói về chất lượng thì hoàn toàn không có sự chênh lệch về chất lượng. Đấy, nói với các bác là như thế. Thứ hai, về độ rửa sạch hay không sạch thì tất cả đều rửa sạch như nhau. Nói như vậy là các bác yên tâm. Đấy, tất cả đều rửa sạch như nhau chứ không có máy nào là rửa sạch hơn máy nào là không sạch. Đấy. Vấn đề thứ ba là các cái dòng máy thông dụng của Nhật Bản thì tất cả các kích cỡ, các anh nhìn này, rất là nhiều, đều tương tự nhau, nói chung là 1.9, 1.10 về kích cỡ, không có sự chênh lệch nhiều về kích cỡ, đều là những cái dòng máy 6 bộ, đấy, rửa cho dành cho 6 người ăn, tuy nhiên có thể xếp được rất nhiều bát đũa và xếp được cho thành 7, 8, 9, 10 người ăn tùy từng gia đình. Đấy, nhiều bác hỏi là bây giờ tư vấn cho mua một chiếc máy rửa bát thì bây giờ mua thế nào, chiếc nào cho phù hợp. Nói với các bác là tùy vấn đề các bác đầu tư về kinh tế thôi. Các bác đầu tư kinh tế nhiều thì các bác sẽ có những cái máy đời cao, model đời cao, đấy, có thể đẹp hơn, mới hơn. Đấy. Còn các bác đầu tư về kinh tế ít thì các bác mua những cái đời nó sâu hơn, có thể hình thức xấu hơn. Đấy. Còn tất cả các còn các bác đầu tư các cái máy rửa bát thì thực ra là ít tiền hay nhiều tiền thì nói các bác là tất cả công nghệ của Nhật đều là những cái máy tốt nhất. Đấy. Những cái máy ít tiền bây giờ thì ngày xưa khi nó sản xuất ra, ví dụ như những con Nazeona SS5 này ạ, đấy, thì nó vẫn là những cái máy đắt tiền ngày xưa. Trong cùng một cái năm sản xuất ra thì các bác lưu ý về máy rửa bát, họ không có model nào khác ngoài một model duy nhất trong vòng một năm. Yeah. Ví dụ như là họ sẽ ra những cái model Nazeona SS5 này, thì khi bỏ SS5 thì họ mới ra SS6. Thì trong cái vòng thời gian nó vào Nhật thì thường hay sản xuất vào dòng từ nửa sau của một năm thì nó sẽ ra model mới. Đấy. Thực ra ra một cái model mới thì họ cũng chỉ cải tiến thêm một vài chút về cái hình dáng thôi. Còn tính năng hay bơm hay là hệ thống điện mạch bên trong thì tất cả thì đều y hệt nhau, vì em đã tháo rất nhiều con rồi. Từ những con Nationa, từ những cái đời 204 hay là 5 như này. Yeah. Cho đến những con Panasonic đời TL7, đời 2010 mấy 14 như này. Không có gì khác nhau về công nghệ các bác nhé, không có gì khác nhau cả, mọi thứ y hệt luôn. Thế nói như vậy để các bác hiểu là một cái máy rửa bát không phải là các bác mua bây giờ là đắt tiền hơn bây giờ thì nó rửa sạch hơn đâu ạ. Không phải là như vậy, đắt tiền hơn nó chỉ là đời mới hơn. Đấy, đời mới hơn thôi, và mẫu mã có thể cải tiến đi. Đây như bác xem hai con thì thực ra cấu tạo cũng y hệt nhau thôi. Đấy, đều có ba tay, con này thì dòng này hai tay full, nhưng sang đời này thì ba tay full. Đấy, dòng ba tay full thì nó không có dàn nước ở đây, còn hai tay full nó lại thêm dàn nước ở đây. Đấy, không phải có dàn nước. Đấy, các bác nhìn về cơ bản cấu tạo thì nó cũng không có gì khác biệt cả. Lên từ cái đời SS6 hoặc là đến BM thì Panasonic nó đổi thành ba tay full. Đấy. Nhưng không có nghĩa là ba tay full là sạch hơn hai tay full đâu nhé, hai tay full vẫn sạch bình thường. Đấy. Trong những cái năm mà Nationa nó sản xuất ra các cái dòng hai tay full này thì vẫn phải đảm bảo các cái tiêu chí là sạch sẽ. Sạch sẽ. Đấy. Chứ không có chuyện là máy ít tiền mà rửa sạch hơn không sạch bằng máy nhiều tiền đâu ạ. Rồi là một vài bác thì cũng lăn tăn hỏi là cái máy ít tiền sợ nó lỗi. Mình cũng phải nói vấn đề là nó đời sâu hơn thì đương nhiên nó cũng phải
sẽ phải có những cái vấn đề là phát sinh nhiều hơn các máy đời mới, đấy là cái điều đương nhiên ạ, chứ không thể nào phủ nhận điều đấy. Nhưng tuy nhiên thì tất cả các máy rửa bát này, cái tỷ lệ lỗi của nó thì rất là ít. Khi một con máy mà em đã bàn giao ra thì cái tỷ lệ mà lỗi thì cực ít luôn ạ. Đấy, các bác mua các bác cứ yên tâm, tất cả các máy rửa bát của hãng Nationa và Panasonic bảo đảm cho các bác là tất cả các máy rửa bát em đều sửa được, coi nhé, tất cả các máy rửa bát em đều sửa được, chứ các bác không phải lo lắng gì về chất lượng cả. Đấy, rồi đây là những cái con của Toshiba. Đấy, các bác nhìn những cái con máy của Toshiba giá rất là hợp lý thôi. Rồi như những con này đây em bán hôm nay em đăng lên là có 2.8 triệu thôi, con bên cạnh này thì có 2.2 triệu. Đấy, về nguyên lý thì nó cũng như nhau thôi, và khác nhau về cái hình dáng và cái cấu tạo. Ví dụ như các bác Sài Gòn thì các bác thường không hay nặng nề vấn đề hình thức, miễn sao rửa sạch chạy ok là được. Đây, đây có 2.2 triệu các bác đã có cái máy rửa bát rồi thì tội gì mà phải lăn tăn cho nó mệt người ạ. Trên các bác yên tâm, các bác là cứ đầu tư, vấn đề là bao nhiêu tiền thôi ạ, thì sẽ có những cái máy phù hợp cho các bác, không phải là nhiều tiền để nó sạch hơn hay là nó thế này thì kia đâu ạ. Đấy, tất cả các máy rẻ tiền hay nhiều tiền em đều bảo hành cho các bác 6 tháng hết. Đấy, không phải lo lắng gì về chất lượng. Ngoài 6 tháng ra, tất cả các bệnh của các máy rửa bát em đều sửa được hết cho các bác. Kinh phí gần như không đáng kể. Kinh phí không đáng kể các bác nhé. Các bác chỉ có mất công đi lại hay như nào đó thôi. Nhưng mà em bán thì cũng chưa thấy gần như nó thật với các bác là tỷ lệ lỗi cũng chỉ có 1-2 chiếc trong số gần 1.000 chiếc em bán. Nên nói thật với các bác như thế, tỷ lệ lỗi gọi là đếm 0,0% thôi, mà chỉ là những cái lỗi vặt thôi, gửi em lại khắc phục được hết ngay, không có cái nào là vứt đi cả, trừ khi những con nào bể vỡ thì mới phải vứt đi thôi, chứ còn bình thường ra tất cả các cái lỗi đều xử lý được hết các bác. Cho nên các bác mua máy rồi bác, các bác yên tâm, định đầu tư kinh phí bao nhiêu thì sẽ có máy các bác gần đấy, các bác dùng cứ yên tâm mà dùng, không phải lo lắng gì về chất lượng. Yeah. Vậy bác nào có nhu cầu mua gì cứ alo cho em nhé. Nhà em chuyên về máy rửa bát, tất cả các model máy rửa bát của Panasonic hay Nationa em đều có hết, nhận phục vụ cho các bác đầy đủ. Dám đảm bảo với các bác là máy Nhật này rửa bền hơn máy châu Âu rất là nhiều, linh kiện sẵn, rất sẵn, máy rửa rất bền, linh kiện rất là nhiều. Đấy, rửa sạch hơn máy châu Âu mà không cần phải mua viên rửa. Nếu máy châu Âu các bác không có viên rửa nó báo lỗi ngay, không có viên rửa hay là muối rửa nó báo lỗi ngay ạ, hết muối là báo lỗi không rửa được. Nhưng máy Nhật này thì vô tư, đỡ được một năm nữa được bao nhiêu tiền mua muối rửa đấy. Còn nhiều bác thích máy châu Âu nó to thì rửa nồi, nói với các bác là khi cho rửa nồi vào rất là bẩn cho mắt đũa. Tại sao Nhật nó không làm cái máy rửa được nồi? Vì nồi vào rất là bẩn. Đấy, cái bề ngoài của nó nấu rất là bẩn. Thì các bác nên lưu ý cái vấn đề là như vậy. Mà máy Nhật, máy châu Âu rửa rất là tốn điện, tốn nước. Máy Nhật thì rất là tiết kiệm, chỉ có 11 lít nước và nửa số điện thôi. Bác nào dùng rồi thì các bác biết, độ bền bỉ của hàng Nhật rất là cao mà rất là tiết kiệm. Đấy, máy rửa bát thì em mua rất là nhiều các bác nhé. Tất cả các bác mua đều yên tâm sử dụng, không bao giờ phải lo lắng gì cả. Lỗi em đổi ngay cho các bác. Okay, chào các bác nhé.